Do you want to go get your medal? Yeah. Yeah, let's go get the medal. Okay, I have it in my bag. Wow, JD. Wait. Alright, are you ready? Wow. Here you go. Nice. Can you say thank you? Thank you. You're very welcome. Yeah. That's it, right? Yeah, so that's all. And then don't fall. Hello cô chú ơi. Bây giờ là dừng ở đây để chờ tới giờ đi học mà học forte, học nhạc nè cô chú nè. Tới sớm quá nên là phải chờ nè. Còn 15 phút nữa mới vô. Đúng không? Đúng không? Không thể nó dơ quá. Bây giờ chay nó đọc, chay nó sẽ đọc cái này cho cô chú nghe nè. Đó, bây giờ nè. Cái đó là nói cái gì con? What's the potato in the box? In the box, in the pot. Cái gì con nói gì ta? In the dot, in the pot. Là gì ta? Là nói cái gì? Là cái này là người ta nói cái gì? Mình làm gì? Mình được cái gì? Hả? Mình được cái gì? Mình thấy xe hả? Wow, hay quá. I can't move it. À, đúng rồi, mẹ tắt máy rồi, con đâu có coi ấy được. Sao con cầm vô được? Hỏi cô chú có nhớ con không? Hỏi đi. Cô chú ơi, cô chú có nhớ chay không? Đã lâu lắm rồi không về miền Trung thăm người em. Đâu có được, mẹ tắt máy rồi sao con bấm được, con đòi bấm kèn hả? Con bấm kèn kêu tin hả? Đâu có được bấm kèn tin. Đàn đâu trúc, đàn á. Đàn đâu? Đàn của mẹ đâu? Không mời mến đây, đàn. Vàng Ngọc ơi, Vàng Ngọc. Không mến đây. Không mẹ mến. Xạo lắm. Xạo lắm cô chú ơi. Cái này nè, mặc cái áo này nè. Cái áo này là của cái cô tên gì tao mày mẹ quên rồi ta. Cô gì ở bên Houston hồi bữa sinh nhật con 3 tuổi là cô tặng cho con đó. Cô bán cái shop quần áo á. Houston. À, mình chuẩn bị đi đâu. À, trời. Của ai vậy? Không phải của mình, của người khác á. Nói cho cô chú nghe mình chuẩn bị đi đâu chơi. Nói cho cô chú nghe coi mình chuẩn bị đi đâu chơi. Florida. Yeah. Không có kéo áo lên, không có giỡn vậy. Mommy, I don't want to go to Florida, mommy. Chứ con muốn đi đâu? Con đi house daddy. Yeah. Ủa, con muốn đi Florida vậy con ở nhà nha, mẹ ba đi nha. Trời ơi, mẹ ba có mướn cái nhà đẹp lắm, có hồ bơi nữa. Có đi Florida không? Yeah, mẹ. Ok. Rồi đi Florida có đi có vườn trái cây nữa. Rồi Florida có một cái con sông rồi cái mình mướn chiếc thuyền nữa. Đi cho nó ấm bớt nha con nha. No. Đi cho nó ấm cho đây lạnh quá. Đây là ngồi tiết lạnh quá. Mình đi cho mình đi một tuần cho mình ấm áp xong mình trở lại cái mình nghỉ ngơi cái mình có năng lượng thiệt là tốt nhiều luôn. Cái xong rồi cái mình tiếp tục mình làm việc, chơi tiếp tục khôn lớn. Đúng không? Can you bring your laptop? À con muốn đem laptop theo nữa. Đúng rồi. Mày phải đem laptop theo chứ. Đem laptop mới có cái để up video hàng ngày cho cô chú coi chứ. Dạ. Hồi tối này, nè mày kể cho nghe nè. Hồi tối này là con ngủ, hồi tối này mà mẹ ngủ trước là con khó chịu lắm ba chơi. Phải không? Hồi tối này ba kể là mẹ ngủ trước là con khó chịu, con cứ chọc kêu mẹ dậy hoài phải không? Mà ba không có cho phải không? Con muốn lấy PJ mask để đi học xong đi rồi cái mẹ lấy cho con PJ mask. Okay. Con nhớ hôm qua cái cô kia mua cho con cái PJ mask xong. Cái con tàu hạm đội của PJ mask đó con biết lý, không phải ngôi nhà chứ. Con biết lý do tại sao mà cô mua cho con không? Cô có để một cái tờ giấy, một cái note. Cái lý do mà cô mua cho con cái PJ mask là hồi bữa là cô thấy con đừng cháy. Cô thấy con á. Dạ. Đi bác sĩ, đi nha sĩ mà con giỏi quá nên là cô tặng cho con một món quà.
PJ mask, PJ mask, PJ mask, PJ mask. Hồi nãy mẹ với Chay đi đâu? Kể cho cô chú nghe coi, hồi nãy hai mẹ con mình đi đâu? Run and set, don't run into the park. Ồ, bây giờ con kể chuyện cho cô chú nghe coi, ngày xưa làm sao? Once upon a time. Nó hay lắm nghe, nó kể chuyện ngày xưa á, nó kể chuyện đó, nó là once upon a time, có nghĩa là ngày xưa, ngày xưa đó. Rồi sao nữa? Ngày xưa làm sao? Ngày xưa có con trai thì sao? Ngày xưa có con mẹ bán dưa thì sao? Ngày xưa sao? Đừng có bấm tầm bậy. Con thấy con trai chấm không? Con thấy con chấm không? Đó, con trai kìa cô chú ơi. Ui, I said don't picture it. I said don't pack it. Ba tên gì trai? Frank. Tên gì? Khi. Ba tên Khi hả? Khi. Ba tên gì? Khi. Ba tên Khi hả? Yeah. Mẹ tên gì? Mẹ tên Bùa. Mẹ tên gì? Bùa. Chay tên gì? Mẹ cũng chơi đâu. Chay ở Măng. Chay tên Măng Kỳ hả? Yeah. Chay tên là Lất Kỳ. Mặn Lất Kỳ nó làm gì con đi bác sĩ con nói với bác sĩ là Lất Kỳ làm gì con? Lất Kỳ làm gì? I don't know. Lất Kỳ cào sao? Lất Kỳ cào con hả? Cào sao? Nó cào sao? À, nó cào vậy hả? Ôi, rồi con có khóc không? Yeah. Con khóc thì sao? Sợ quá. Khóc sao? Khóc sao? Nó silly lắm cô chú ơi. Cái mày coi răng cổ rồi coi. Coi hả ra coi. Mày hả ra coi răng coi. You want to dance? Let's warm up. Play 14. Nhìn thẳng. Okay. Okay. Can you sit down, please? Okay, sit down và cô mới đưa cho cái đó được. Sit down. Okay. Okay. So this is the guitar. Okay. You play it by pulling the strings like that. Do you want to touch it? Gently, not hitting, just gently. Good. Do you feel how it's lower the bigger the string is? Here you go. Ready? And let's play piano. Let's play piano. Piano is quiet. Now let's play forte. Good. Now piano. Nè con, con thích cái mè đồ đó làm sao? Con cho cô chú coi coi, cho cô chú coi con được lạnh được vừa được lạnh cái gì? Cái này. Cái này là cái gì? Cái 14 này. Không phải, cái đó là cái medal. Cái medal. Cái medal là cái huy chương. Huy chương. Cô nói đi, huy chương. Booties. It's a booties, mommy. Chị đi. That's a chair. Trời, cô chú ơi. Con vừa được nhận huy chương. Tại vì con vừa hoàn thành xong level 1 của lớp gì? Lớp 14. Lớp 14
nói sao con học, con được học được cái lớp gì ở đó lớp nữa? Hoa đời gì? Hoa đời nào? Hoa đời nào? Hoa đời nào? Rồi, rồi con học được cái gì nữa? Học âm nào? E. Birthday. Chút nữa con có gì con khoe ba không? Nói ba, ba con mới vừa được cái gì? Cái huy chương. Lớn lên huy chương. Không được, không có được, không có được, ngậm vô miệng. Ngậm vô miệng chút hư cái huy chương sau cho khoe ba được. Huy chương mình phải để cho nó này còn nhà sạch sẽ để mình khoe ba chứ. Con muốn mẹ thưởng con gì nè? Không có thưởng gì hết ha. Mẹ sẽ thưởng chay 1000 đủ hôn nha. Ok. Phải không? Yeah. Phải 1000 đúng không? Không. Không. Dưới ánh nắng sương long lanh chiếu canh hồng khoe sắc hồng. Trời trời trời. Mỗi sáng sớm bên sông cầu hoa tươi trong nắng. Sẽ giữ phút cho ai kia được yêu thương lòng say đắm. Rồi bây giờ con hát cho cô chú nghe bản ra. Bây giờ hát bài này nè. Chỉ là nỗi nhớ mãi đứng sau. My scary said the sign. That's a yo, that's a yo. Don't speechless, speechless at the stone chase. And I can't be silent. And I don't know how to talk.
You don't know. You don't know how to talk. Trời, nó chế tên bài hát luôn. Không, bây giờ hát bài tiếng Việt đi. Chỉ là nỗi nhớ mãi đơn sơ. Coi cho mẹ mượn cái mấy đồ coi. Cho mẹ mượn mẹ coi tiếp coi, có mấy đồ đẹp quá. Cho mượn coi. No. Ôi ôi. Ok. Cho mượn đi. Yeah. Wow, trời ơi. Cái cô chú coi cái mấy đồ mà có nốt nhạc luôn kìa. Đó, nó là tài tử điện ảnh âm nhạc mà. Nè, rồi nè. Giờ mẹ đi rửa gì? Rửa xe. Đúng rồi. I know that I won't go. Chỉ là nỗi nhớ mãi đứng sau cuộc tình. Cuộc tình gì? Chỉ là cơn mơ cuốn theo cả một trời thương. Mặt kìa, có cái mặt kìa. Chỉ là nỗi đau, chỉ là nhói thêm. Con muốn gì? Con cái phun. Con muốn cái điện gì? Điện gì? Điện phun. Điện phun là điện gì? Điện gì? Điện thoại. Điện thoại. Đúng rồi. Đó. Nãy giờ có ai gọi cho em ta? Không. Con cảm ơn gì? Con cảm ơn mẹ. Đúng rồi.